Đây cái nồi canh bầu nấu với ngao mọi người ơi. Đây mình nấu canh bầu với ngao kiểu này thì bầu ăn rất là thanh mát mọi người nhé. Còn cái nước ngao này nấu canh thì ăn rất là ngọt luôn. Đây mùa hè mà có cái món canh bầu nấu ngao kiểu này thì ăn rất là thích luôn mọi người ơi. Đây cách nấu thì đơn giản thôi. Đó mọi người trông có ngon miệng không? Đây mồi canh này. Hello hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình có một quả bầu này. Đây. Rất là xanh non luôn. Mình sẽ đem quả bầu này nấu canh với lại nghêu mọi người nhé. Nghêu hay còn gọi là ngao đây. Đây mình cho vào một ít cái mỡ lợn nhé. Có cả cái phần tóp mỡ đó mọi người. Để cho mỡ lợn vào nấu canh cho nó ngon. Cái này là hành tỏi khô mọi người nhé. Với lại một quả ớt mình thái ra. Mình cho vào. À, còn đây là cái mặt ngao mình đã lấy ra mọi người nhé. Mình lấy ra mình rửa sạch cho nó hết cái bụi bẩn. Còn cái phần nước thì mình để trong nồi cho nó lắng cạn đi. Lát nữa mình dùng cái nước luộc ngao mình nấu canh mọi người nhé. Để bây giờ là mình sẽ phi thơm cái mặt ngao này. Đấy, mình nấu canh kiểu này thì cái ngao này nó rất là sạch, không sợ cát bẩn. Mà cái nồi canh nó rất là thơm ngon luôn đó mọi người. À, mình phi thơm cái mặt ngao lên như vậy. Này, rất là thơm luôn. Thì khi mình phi thơm cái mặt ngao lên như thế này thì mình sẽ cho cái nước nước luộc ngao lúc này mọi người nhé. Đây cái lúc nước luộc ngao lúc này mình để trong nồi cho nó lắng cạn xuống. Bây giờ mình cho vào. Mình cho nước vào mình đợi cho nó sôi lại. Đây mình cho cái nước luộc ngao vào mình đợi cho nó sôi trở lại này. Đây nó sôi trở lại như thế này là mình sẽ cho bầu vào. Đây bầu đây mọi người ơi. Bầu mình nạo vỏ đi là mình thái mỏng như thế này. Cho vào mình nấu canh. Đây, một quả bầu làm được một nồi canh rất là ngon luôn đó mọi người. Cho hết vào. Vào nấu canh mình sẽ nêm nấm vào mọi người nhé, nêm nấm vào cho nó vừa khẩu vị cái nồi canh. Này mình cho cái muối ăn này, cho ít cái muối ăn vào. Này cho mì chính nhé. Cho mì chính bột ngọt. À, giờ mình sẽ nấu cho nó sôi một lát cho nó chín cái bầu này. Cho cái bầu này nó chín tới là được nồi canh thơm ngon. Còn mình chuẩn bị một bát hành lá thái ngắn ngắn thế này. Lát nữa được thì mình cho vào sau mọi người nhé. Nấu một lát này cho nó sôi bùng lên cho nó chín cái bầu này đi là sẽ được cái nồi canh rất là ngon ngọt luôn, thanh mát. Đấy cái nồi canh của mình nó sôi trở lại đấy mọi người ơi. Mình để cho nó sôi vài phút cho cái bầu này nó chín mọi người nhé. Đấy, sôi vài phút cho cái bầu này nó chín tới là ăn rất là ngon ngọt luôn, thanh mát. Đấy. Cái nước ngao này nấu canh thì ngọt thôi rồi mọi người ơi. Đó, mình chịu khó mình luộc qua cái ngao rồi mình lấy cái mặt của nó ra. Thì khi mình nấu là nó sẽ rất là ngon ngọt và không sợ bị cáp mọi người nhé. Này thì cái nước ngao thì mình để cho nó lắng cái cặn này. Rồi mình cho vào mình nấu canh. Cái nước luộc ngao này nó rất là ngọt. Mình sử dụng nấu canh thì rất là ngon ngọt luôn. Đấy, mùa hè làm cái nồi canh đơn giản như vậy thôi mọi người ơi. Nếu có bầu thì mình sẽ nấu với ngao như thế này mọi người nhé. Mình đảm bảo là sẽ rất là ngon ngọt thanh mát luôn. Rất là thích ăn luôn. Đấy, mình nấu như vậy là được rồi. Mình sẽ cho cái hành lá vào. Đây. Hành lá cắt khúc ngắn ngắn cho vào.
Đây, cái bầu này mình nấu vừa chín tới là được thôi. Mình thái nó cũng mỏng cho nên là mình nấu cũng nhanh được. Mình mà nấu kỹ quá là nó lủn đó mọi người. Đó, mình cho cái hành lá cắt khúc vào là mình tắt bếp thôi. Tắt bếp là dùng được thôi. Đây mọi người, trong cái món canh bầu nấu với ngao mình đã thực hiện xong. Rất là đơn giản thôi. Này, trông thế này thôi nhưng mà ăn rất là ngon ngọt thanh mát. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.